Cái gì? 2 triệu. Mười miếng. Mười miếng. Mười lăm miếng. Đây là nó mua một tặng một. Đúng rồi, được. 70 một chiếc. Mắc nhưng mà đây nó có gôn. Nó có làm gôn. Những cái gì là dính gôn luôn đó. Còn mặt nạ thường thì không có đó. Em nghĩ là cái xe hợp lý hơn. Còn con đĩ hồng hồng ngoài này nó nhầm với con đĩ Trung Quốc. Con đĩ Trung Quốc có 40 nghìn à. Cái này thì sẽ bán được cái này thì sắp về. Vì sao? Mời mấy mẹ Việt Nam nhòm giá đang sale. Đây sale còn 32.000 won, kem đông sung giá full là 40.000 won nhá. Giá full 40.000 won. Mời các mẹ, 40.000 won thông thường bao nhiêu tiền mấy mà. Đây mời mấy mẹ hàng công ty. Đây cái lọ nhỏ là 5.000 won, chưa phí vận chuyển, chưa phí đi mua, chưa phí thuê người. Đấy mời mấy má. Đấy mấy má cứ sang đây mà nói, nhà em có người nhà với hàng công ty. Địt mẹ hàng công ty 40.000 won, won về 20, 40.000 won được đang giảm 32. Đây địp mẹ đây. Ý oh man, ở đây nha, cái ghen bụng này các bác, mấy mẹ 3.000 won nha. Mấy mẹ nhìn dùm nha, 3.000 won. Đây cái quấn bụng 3.000 won đi mấy mẹ, đùi này, bụng này 30.000 won. 30.000 won bao tiền? 900 à? Con bánh bèo kia 30.000 won bao tiền? 30.000 won. Đậu xanh rau má. Đây cái quần ghen bụng hoài. Cái quần ghen bụng đúng. Đúng không? Em thề với chị luôn, cái quần ghen bụng này hãm dã man luôn. 30.000 won là 600.000 Việt Nam. Đậu xanh rau má chúng mày nhá. Đấy, ngày xưa là tao mua 35.000 won, tao mua về tao test cho chúng mày xem. Xong đủ má mấy con đi phò bán đồ Trung Quốc chỉ tao địt mẹ chúng mày. Chúng mày nhìn cho rõ tiếng Việt chưa? Đủ má chúng mày 30.000 won là 600.000 mấy con lồn. Ở Việt Nam chúng mày bán cái gì? Ở Việt Nam chúng mày bán cái lồn què gì? Mấy con lồn què. Đấu má ngày xưa tao mua 35.000 won đi mày em. Cái này là cái này để giảm giảm chân cho bà kia, bà có làm không? Tôi về tôi làm giảm bụng này. Cái này là vớ chân mà mua đi, mua liền nè. Con mẹ kia. Bà nhìn nha, 27.000 won nhá. 27.000 won đủ má. Đi mẹ chắc là sang đây đứng đường ở hả? Chị em bảo là sang đây đứng đường. Bán rẻ lắm, đủ má cái lồn với con lồn. Không, cái này em chỉ cộng có 100.000 tiền công thôi. Ừ. Nhưng mà đấy là cho vào vali của em, còn hàng của em nó về trước rồi. Không thì ừ, ăn cám, cám đất. Địt mẹ mấy con lồn. Kinh vãi, địt con mày vãi đái cái này. Sợ vãi đái. Đấy, mời con mẹ, mẹ mua để con. Nhưng mà em đéo tin như này đâu, Uyển ơi. Đấy. Mày làm về hãng ngoài chợ hả? Hay mày làm hãng ngoài nào? Mày nói tao. Misa này, được Misa này, chủ Misa ở đây này. Chủ Misa từ Việt Nam đang đứng đây này. Thế ừ, chúng mày cứ nói làm giá ngay vãi cả đái nữa. Chúng mày vào đây mà làm giá. Được ấy, ba mình ở đây cũng được mà. Cái chỗ mà. Sao mày không vào hàng hãng Đông Trung vào đấy cho nó được giá? Trời ơi. Ở đây chúng mày chỉ mua được hộp kem thôi đúng không? Không có hộp toner, không có serum đúng không? Thì chị mới nói hãng đây này, chú Mỹ Sang đứng sau lưng mày này. Mẹ, chúng mày cứ toàn làm việc với hãng kinh kinh bảo mẹ. Chị không mua kem ốc đâu, chị không buôn nhỏ nhỏ đâu. Buôn vài cái buôn chi. Đây, cái này tôi đang bán đây. 4.900 won. 4.900 won. Đồ mẹ. Mấy bà Việt Nam đi đâu người nhà với cả hãng. Đây mời các mẹ. Các mẹ thích cái gì con quay cho các mẹ xem.
tôi đéo đi buôn đâu nha, tôi đi chơi đấy. Đây, những bộ này các mẹ không mua kem ốc đâu đây, kem ốc này các mẹ, kem ngựa, kem ốc, kem rái gì đây này. Đây các chị, ở cái tiệm này nhá, đây sữa tắm dầu gội Bonoro ở đây 11.200 won, ok, ở Việt Nam 11.200 won, 11.000 won là 200, là hai cái này rơi vào khoảng 280 đến 290, chưa vận chuyển nha, đi mẹ, cục này nặng vãi cứt nha các bác, 400ml đấy, đâu má, 3 tiền một cân mấy mẹ lồn. Elsa, Elsa, cái đựng gì ta? Em ốc dùng ok thì đéo buôn. Tặng vali, ui mừng quá. Ui trời, ok, thank you. Trên 50.000 mà. Chị mua trên 50.000 à? Trên 30.000 cũng được tặng. Em được tặng mười mấy cái vali này. Về lại bán này hay là tặng cho khách? Lại bán. Ừ, chứ ta tưởng mày, ta tưởng mày tặng luôn cho khách cho nó sang. Ồ men. Bà về vào cho tôi ngay vali nhá. À thôi thôi, không không, quên, nhầm nhà tôi đây. Tôi mẹ cái gì? Cái này xinh mà, cái này sách tài xinh. Nhà tao đây. Này bà để đéo gì bà để. Đéo để vừa đâu. Có vận chuyển về Việt Nam đấy, 120.000 một cân. Đéo ai mà đi mẹ xình lồn, mỗi ngày thì tháng sẽ bay sang đây bán hàng, đi mẹ một ngày bán bao nhiêu hàng mà điên. Nó về có đâu, nó về có 70.000 một cân thôi. Chúng mày đi buôn thế, chúng mày làm sao buôn với chị em? Chị buôn có 70.000 một cân thôi, chúng mày có trăm mấy ạ, chúng đâu. Bà đứng mà chờ tôi đi. Đây. Mười nghìn won cái hộp này. Đây là cái hãng rồng nhất tôi từng biết. Cái hãng này rồng nhất tôi từng biết. Cái này này, rồng nhất luôn. Ngủ mấy. Tôi là không bao giờ đi sang Hàn Quốc buôn hàng nhá. Không bao giờ bay sang Hàn Quốc buôn hàng. Vé máy bay ở khách sạn một ngày tôi ăn khoảng 10 triệu tiền đồ ăn. Ăn nhà hàng 10 triệu. Chắc đi không cho các mẹ. Đang đi tìm một cái kem chống nắng BB cream cho một bà khách quen 10 hộp. Mà không thấy thế này. Gơm chết. Đang đi tìm một game chống nắng. Không có rảnh để đi ký gửi cho các mẹ về Việt Nam, thông cảm nha. Đây, mời các mẹ xem mặt nạ ngủ. Mặt nạ ngủ Na Lay 70ml, giá tại Hàn là 18.000 won. Ở đây có rất nhiều giá. Ở đây này 18.000 won. Hôm nay sale là 11.600 won. Thông thường giá là 18.000 won. Hôm nay đang sale là 11.600 won. Đó. Thấy chưa? Mặt nạ ngủ đang từ 28.000 won. Hôm nay sale. Hôm nay sale còn 18.000 won. Đó. Mọi người nhìn cho rõ nhé. Mọi người phải nhìn cho rõ này. Thấy chưa? Bình thường là 28.000 won đúng không? Sale còn 18.000 won. Đây là mặt nạ ngủ cấp nước 70ml.
có lavender và đó. Còn đây cái này là mặt nạ ủ môi, bình thường là 18.000 won, hôm nay sale 11.600 won. Nhưng tôi hỏi các bạn là nếu như hôm nay tôi đi sang đây, tôi vô tình mua được sale, tôi sẽ lấy ra cái lý do gì để bán sale cho các bạn? Khi vé máy bay, ăn ở khách sạn tôi phải tự trả, ok? Tôi phải vận chuyển về, bê về, đóng tiền cân nặng. Dù có mua được sale cũng không bán sale cho các bạn được. Tôi không tin một cái người bay sang, bay từ Việt Nam sang đây mua được sale mà lại về bán sale cho các bạn, ok? Đây, mặt nạ ủ môi mini. Thảo Nguyên ơi, em ơi, em nói chuyện là đúng là chuẩn một con ngu học. Em đi hãng Thai Airways được 25 cân. Nếu như em bảo là em đi được 25 cân thì em sang đây em cởi chuồng xình lồn ra đường à? Những cái con ngu lồn như em á là chị không thích nói chuyện, hiểu chưa? Chúng mày rất là ngu lồn. Bởi vì ấy, người ta có đi sang đây thì chắc không mang quần áo, giày dép, dầu gội, sữa tắm. Chắc người ta không mua đồ cho cha mẹ người ta. Chắc 25 cân đấy xách xình lồn cho chúng mày, không lấy tiền, không đi lời. Ngu lồn. Bớt nói chuyện ngu lồn lại, để cho người ta thấy mình có một chút idea, IQ. IQ nó cao một chút, ok. Ok là có đi sang đây ấy, đủ má tao mang 30 cân rồi đây này. Đi mẹ một ngày tao mặc 5 bộ đồ. 40.000 won. Thông thường bán 40.000 won mới sell được 32.000. Nên là cái con vừa xong ấy, con vừa xong kêu rằng là em làm việc với hãng, em thường làm việc với hãng Misa đây này, chị chủ Misa đứng ở đây không cho chúng mày xem mặt đâu. Chiều chưa? Đừng có xàm lồn. Địch mẹ người ta đi container về ấy kìa. Đâu ai rảnh lồn nói chuyện với mấy con buôn địch mẹ à, mấy ba sự lông lồn chúng mày. Làm việc với hãng đồ uống má, cái store, đây một cái store bán tất cả mọi thứ. Đây là cái store bán tất cả mọi thứ và nó bán theo giá niêm yết. Chương trình sale nó sẽ để giá sale bên cạnh, ok. Còn mấy má đồ mẹ mày lông lồn cho mọc hết thì bảo là, lại bảo là làm việc với hãng. Tao thấy con nào ở Việt Nam cũng, em có người nhà bên Hàn, em làm việc với hãng, có người quen, em có người thân, em có người nhà về đủ má chúng mày. Người nhà về chắc xách cái lồn về không. Chúng mày đừng nói chuyện ngu lồn ấy, nó mệt quá. Đây chỉ là một cái store rất là nhỏ, một cái cửa hàng rất là nhỏ ở Hàn Quốc. Còn đây nha, đây là đi Hàn Quốc để đi chơi, không đi buôn. Đi sang đây đi chơi ha. Địt mẹ, tao đi sang Hàn Quốc tao đi 5 người, trong đoàn có 2 người chỉ mang có mỗi ngày một bộ đồ, còn tao khác. Tao sang đây lâu lâu tao đi chơi một lần, tao bỏ một đống tiền tao đi sang bàn công việc. Tao đi sang tao bàn công việc, về những công việc về phẫu thuật thẩm mỹ, về công việc về sản xuất những cái dòng sản phẩm khác OEM. Chắc rảnh lồn sang đây nhập mỹ phẩm của chúng mày bán thì bảo là mua sale giá rẻ chúng mày. Nên là câu chuyện ấy, những cái câu chuyện về mỹ phẩm ấy đó, thì mày bớt nói sang. Đây mọi người thấy hộp này chưa? Ở đây báo một hộp à, bình thường là 30.000 won, hôm nay được sale còn 9.000 won. Hộp này mọi người có thể để ý là tôi hay tặng mọi người một miếng. Mỗi miếng là 50.000, tôi hay tặng mọi người cái này này. Tôi nhập một lần là 500 cái này. Một lần là cái hãng BTS thế này. Một lần tôi nhập cái mặt nạ này này là nhập 500 chiếc. Nên mọi người hay để ý ấy, là những đơn hàng nào 1-2 triệu tôi vui vui tôi tặng cái mặt nạ 50.000 là cái giá nhập đấy. Mua nhiều ở bên này mới được 50.000, 30.000, 50.000. Ở đó mà tặng, trời ơi mấy má. Làm việc với hãng nào? Còn thấy không, người ta cả một store, người bán hàng, giá niêm yết. Mấy má đi đâu vào hãng má? Hỏi thật mấy má là một tháng mấy má bán được mấy chục tỷ tiền hàng. Mà các má nói chuyện là các má làm việc với hãng.
hãng nào tiếp cơ mà. Nên là thôi, đi mẹ mày sang tận nơi đây này, nó có đéo thêm nói chuyện. Nhân viên bán hàng nó có đéo thêm nói chuyện. Mua đến đâu thì mẹ mang vào quầy tính tiền, nó trả tiền. Làm việc với hãng, trời, đồ mẹ. Thế hôm trước đi opening hãng Misa, được mời đi opening, trả 5.000, trả tao 5.000. Tao đi opening, đổi lại bán các sản phẩm của Misa sẽ được lấy giá chiết khấu 40% bằng đại lý. Trời mấy mẹ, điệp mẹ. Chứ đây không rảnh xình lồn đi event cho hãng mỹ phẩm nào đâu. Tiền cả đấy. Cũng như phần em dầu cũng vậy, ở bên này giá đã 800 nghìn rồi, bán cho mấy mẹ 820 chắc đẹp vậy. Các mẹ nghĩ tôi lại lời 20 quên con mẹ đi. Tôi phải được chiết khấu 30%. Đổi lại là tôi chỉ được bán một cái dòng đó và đi event duy nhất một cái hãng đó về phấn. Không có gì dễ dàng cả nhé bác nhé. Còn những con lồn nào có nghe với câu trong clip, xem lại đầu clip đi. Mình bảo là ôi sao em sang đây em lấy mua một hộp vậy. À dạ ạ, chị Nguyễn Quỳnh ơi, tặng nó theo hứng chị ạ. À, nhà em chỉ có đơn hàng 3 triệu hay 5 triệu, nó không vào đợt sale, không vào đợt em lên cơn thần kinh thì em cũng không. Chị hiểu không? Có ngày thì em ra cái dịch vụ, có ngày thì em hâm lên đơn hàng 2 triệu là em tặng cái mặt nạ. Đơn hàng có những khi em hâm lên đơn hàng 2 triệu em tặng cái máy sông mặt 320 ngàn, rất bình thường. Và có những ngày em chỉ maximum deadline của em là 30 đơn, chứ ở đâu ra mà tặng các chị. Vì nhiều khi chị lại chốt vào đúng cái ngày nó hết chương trình rồi, nhân viên em nó không thể chốt được. Nên em đã nói các chị rồi, tặng nó phải kèm theo việc các chị phải share live stream của em để chế độ công khai. Chứ phải các chị share xong về các chị đợi share xong các chị xóa đi. Em lạ gì? Vừa em gội đầu chưa vút keo, định mua cái lọ keo tóc lên này nhưng mà tích tiền, ở nhà nhiều quá. Chứ phải tự dưng mà tặng cho các chị. Các chị, cái gì là cũng có giá của nó cả. Em cần câu tương tác, câu hack like, read like cho fanpage của em. Em yêu cầu các chị là share live stream để cái độ chế độ công khai. Khi mua đơn hàng 2 triệu được tặng một chiếc mặt nạ 50 ngàn, các chị tiếc một cái share, tiếc sự public cho em thì ok, no no. Các chị không kịp xem trực tiếp thì các chị không được tặng, là các vì các chị không nhìn thấy, không nhìn thấy cái live stream của em. Còn các chị sang đây đấy, bình thường là 40.000 won, 40.000 won một hộp kem Đông Sung, tính ra là 800 ngàn tiền Việt. Em bán một hộp kem Đông Sung là 870 ngàn. Hôm nay em sang đây họ sale còn 32.000 won, nhưng sorry các chị nhá, là em không bán sale cho các chị được. Em cũng không xách hàng, em nói thật các chị là em không xách hàng. Ngày kia em về em live stream sắp đồ chị xem, chỉ là quần áo của con em, bánh kẹo của con em, slip xi chiêng của em, chứ ở đâu ra. Chứ bà chị tôi mua 50 ngàn won rồi lại mua thêm. Này đây các chị nhìn này, 20.000 won. Chị em mua cái này là 20.000 won. Đây mọi người nhìn đi, chị em mua cái hộp này là 54.000 won. Đây 54.000 won. Chị em mua cái này, mặt nạ đây là thiên đường. Người Hàn Quốc người ta có một cái câu nói là mỗi ngày một chiếc mặt nạ. Ở đây là thiên đường nha các bạn. Mặt nạ là thiên đường. Hãng này là hãng nổi tiếng về mặt nạ này. Cái gì đấy, mua gì nữa vậy? Ngoài lại mua thêm, lại lấy cái vali lớn. Chị hỏi nó có cái thùng cho mình không? Có thùng được không? Xin cái thùng không? Gớm các chị. Đây, mọi người đang nói cái kem này đúng không? Mọi người đang nói kem V7 đúng không? 48.000 won, 48.000 won. Lọ kem V7 này. Ok, thank you. Đi mua hàng bao nhiêu? Em nghĩ đủ. Ừ. Mình
mình toàn lấy, mình toàn là chị tính của em 11.600 won, mặt nạ ủ môi là bao tiền? Ồ thế à? Thank you. Hôm nay mặt nạ ủ môi là còn 230 ngàn, đang bán 395 ngàn, bình thường lời có 450 thôi, mình nhập ngay về. Nhưng thôi đi mẹ, thôi bà mua, bà Hoài ơi, ôm một lần trăm cục mà bảo là qua hải quan rất việc lắm. Thôi thôi thôi, đây mặt nạ ủ tóc mấy mẹ, cái này nhà tôi có này, 25.000 won, mặt nạ ủ tóc 25.000 won, cái này là 6 cái, thấy không, 25.000 won. Thông thường giá 25.000 won, hôm nay là còn giảm còn 10.000 won. Đó, 10.000 won là 200 ngàn, đúng chưa, đúng không bà? Đó, thôi 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 bà, bà nghĩ đi, 260 tiền won về mà mình ôm, vì em ôm 100-200 hộp về qua hải quan thôi, địt mẹ mày số đen. Mình đáp 11 giờ đêm, đéo mẹ đéo gọi được ai, chắc chết. Thôi 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 thôi, đéo dây địt mẹ, tôi đéo dây. Thôi 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 thôi, em sợ chết, các chị hiểu không, em sợ chết. Thứ nhất là hôm nay bình thường là 18.000 won, là tính ra là 300 360, thì có lúc mua được, có bán nó giảm cho mình còn 350 340. Nhưng mà mình không, là cả vận chuyển về Việt Nam là 350 340, lời có mấy chục thôi. Nhưng mà hôm nay nó giảm rất sâu, nhưng biết sao, mọi người biết sao không? Ngày mai đáp, cái ngày mà Trang về là ngày đáp vào lúc, sẽ đáp vào lúc 11:30 đêm. Giờ đó mà số chó gặp phải vịn hải quan là ăn cất luôn, không xin được. 100-200 hộp, bảo đi buôn 50 hộp, buôn làm đéo đi. 2 ngày bán hết 50 hộp, buôn 1-2 chục hộp làm cái đéo đi. Không 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 không, không bao giờ tính phương án đấy. Mình không bao giờ bay sang Hàn để nhập hàng. Mình đều có người của mình bên này nhận tiền, đi nhặt hàng gom như mình này, cũng như canh cái ngày sale này, gom cho mình, sau đó đi gửi ký về cho mình. Các bạn thấy con cuôn vừa xong, con kia vừa kia buôn bảo là em gửi 120 một ký. Nhà mình chỉ gửi có 70 ngàn một ký thôi, buôn số lượng lớn gửi 70 ngàn thôi. Đây, bộ xăm bay mi mini bình thường là 22.000 won, giá hôm nay sale 14.000, mọi người đúng chưa? Đây, bình thường 22.000 won, sale là 14.000. 22.000 won là 440 rồi, tôi làm sao tôi bán cho bạn 14.000 được? Bây giờ mọi người nghĩ đi, dù được sale nha, bộ chị mụn xăm bay mi mini dù được sale là 14.000, là 280, nhưng giá full là 22.000. Nếu như 440 bình thường mua full, bởi vì có rất nhiều người hỏi mua cái này và bên mình rất nhiều lần hết hàng. Nói thẳng để cho mọi người hiểu, không phải lúc nào cũng có người để đi gom hàng cho mình đâu. Cái ngày nó sale mình mới đi gom được. Cái thứ hai ấy là khi nó sale còn phải tính cái thuê người bên này đi nhặt hàng, rồi còn phải thuê cái đơn vị vận chuyển. Các má bay sang Hàn đi chơi giống tôi nè, đi live stream giá này, xong xách cái lồn về chạy ra chợ Kim Biên mà mua thì mới có giá rẻ. Hey mẹ, con bạn tôi cửa khẩu Lạng Sơn kìa, bán 10.000 lọ mặt nạ ủ môi Laneige mini, giá 2.000 một lọ. Các bạn thích buôn ấy, tôi chỉ hẳn cho các bạn tôi, nó chùm buôn. Đi chưa mẹ? Đi. Để em đây bây giờ như này. Tôi xách cái này. Không. Ồ má, ai tự dưng ai bà đi buôn vậy? Có kem chị nhám tàn nhang, có nha em. Là kem Đông Sung này nè. Thấy chưa mọi người, thấy không? Tại store Hàn mà chỉ có lọ kem thôi, không có toner và serum nhé. Tại Hàn đó, mà chỉ có từng đây này. Mọi người thấy những cái hàng nhãn khác không? Rất nhiều hàng, chỉ có cái nhãn này, nó chỉ có một tí thôi. Đó, thấy chưa? Tất
tất cả những món khác chứ không? Tất cả những cái khác có trưng đầy ra. Chỉ có kem Đông Sung. Ở đâu mà mấy mẹ. Tôi ôm cho. Em bẩn cho, chị giữ đi. Em giữ cái này, chị kéo vào đấy. Đấy thì mẹ chắc đi buôn như này xong rồi chắc bảo là về không lấy lời các mẹ. Ôi giời không nhá. Ôi no 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 no. Các tình yêu à. Con vừa xong nói chuyện to tiếng ha. Em nhập vào công ty visa đi mẹ em cười hiểu con. Đi mày có lồn đấy. Số nó quá xui các bác ạ. Nó nổ đúng nhịp các mẹ mày. Nó nổ đúng nhịp mẹ mà đối tượng đang sử dụng ở đây. Cười chết các bác ạ. Con ấy buồn cười ha. Đi mẹ cười muốn xỉa ra quần. Sao mà chị thấy không, em bảo nó là tại vì con đấy đã biết em là biết chắc chắn là em bán Đông Sung. Chị thấy không, em bảo là sao mày không qua công ty Đông Sung mà mày lập, mày nhập nhiều vô. Nó bảo là chứ em cái này chỉ có khách nhờ mua một hộp, chắc rảnh lồn sang Hàn Quốc mua một hộp về cho chúng mày lấy lời. Nên mới nói ấy, là thưa mấy mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ tỉnh não lên, gặp đúng con nổ đi mẹ đấy, thánh nổ điển hình Việt Nam. Em sang Hàn em làm việc với hãng. Em làm việc trực tiếp với hãng đi mẹ. Nè, cái đứa làm việc trực tiếp với hãng ấy là đi vào một phiên dịch. Có thấy mày chế đi bệnh viện không? Có hẳn một phiên dịch người Việt Nam nhá. Đến bệnh viện thẩm mỹ là một phiên dịch khác. Đến bệnh viện về tế bào gốc là một phiên dịch khác. Đâu mẹ đứa nào sinh viên bên này sang cho ta biết. Một ngày cho mày đi phiên dịch bao nhiêu tiền? Đó. Người ta là vào hẳn viện nghiên cứu để làm việc. Là chỉ đi có vài người thôi. Set up trước cả tháng mới được gặp. Chắc rảnh lồn chủ ở hãng gặp chúng mày. Làm việc với hãng, hãng lồn. Đổ má mới còn lồn. Địt mẹ gặp đúng con điêu à. Em sang đây à, em nha. Gửi hàng của em về trước rồi, em đi người không. Đổ mẹ. Chúng mày gửi 120 cho bà đây, gửi 70 cũng chưa thèm nói to này. Hãng lồn. Đổ mẹ toàn những con sức lồn sang đây đi du lịch nhưng mà quay live stream mới đúng rồi. Xong về ra chợ Kim Biên với chợ đầu mối mua. Nói như đúng rồi. Bô tiền sử trà. Đời ấy đổ má. Con bán không nhầm đâu. Chắc ta rảnh lồn ta đi tay sách nách mang mua chúng mày. Ăn về không lấy lời. Đấy đổ má. Ủa. Cái gì? Là cái gì? Bà đấy đi. Bà đứng đây tôi canh à? Ồ. Ồ mẹ. Đồ mẹ chị. Tôi đường đường chủ một tịp mẹ mày thẩm mỹ viện 5 sao. Cả 100.000 tỷ ngồi đó kìa. Hổ mẹ chủ cả hãng visa kìa. Độc quyền mấy mà hãng mỹ phẩm ở Việt Nam đồ mẹ này. Đang bây dùm tôi đây này. Đang bây dùm tôi đây này. Đố mẹ để chị mình ẩn bi lông với bi lang. Thấy đã thấy xấu hổ rồi. Chả qua đi mẹ mình có một lần live stream rõ. Gặp ngay con đĩ lồn sạo lồn dân dân tệ chua lồn bằng anh ghét. Ghê mấy mẹ. Bớt hãng đi. Cho người ta nhờ. Ở đây có hãng nào hết á. Địt mẹ này địt mẹ này. Đây là tao mua đồ con tao này. Tao mua đồ con tao này. Đang mưu đồ con tôi này. Tôi có mua gì cho mấy mẹ đâu mấy mẹ à. Khỏi nhờ. Nhiều má chứ. Chị sang Hàn chị sách. Không. Ít mẹ mua hàng tích tiền ship. Thôi. Dồ dạ. Nám tàn nhang phải mua cả bộ Đông Sung thấy không. Ngay trong cái store đấy. Còn không có toner Đông Sung. Không có serum Đông Sung. Nhá. Không có toner sập Đông Sung và không có serum Đông Sung. Mua mỗi hộp kem à. 32.000 won. 32.000 won là 640. Chưa vận chuyển. Chưa thuê người đi nhặt. Cứ cho là hàng ngày tôi mua được giá 32.000 won đi. Thế thì tôi hỏi các chị là 32.000 won. Chưa có người đi nhặt. Đây ở khách sạn Sky Park. Tôi không phải trả tiền. Là chị tôi trả tiền cho tôi. Ăn uống chị tôi cũng trả cho tôi. Vì đây là một hợp tác công việc. Sau này, đến tối nay mãi mới xin được trả được cái bữa chi 132.000 won. Thịt nướng. Còn bà trả tiền không à? Mình không phải trả tiền. Đấy là mình không phải trả tiền nhá.
mà mình còn đéo xách hộ ai, chứ đừng nói đi mẹ đi xách giùm ai. Rồi đừng bao giờ các bạn tin người nào đi buôn mà không có lời. Đừng bao giờ các bạn tin người đi buôn sale. Em mua được sale, xin lỗi và sorry các bạn này. Tôi có mua được sale, tôi cũng không bán rẻ. Mẹ còn bao nhiêu chuyện đi, mẹ để hàng, để hàng đấy xong đi mẹ công an vào nó bắt, quản lý thị trường nó bắt. Chắc là Laney ở Việt Nam nó không có công ty à? Các bạn có thể vào Laney tại Việt Nam, tại store Việt Nam mà mua, là hàng chính hãng. Mua thẳng tại Laney Việt Nam, việc gì phải đi ra đâu mua. Bà xách cái đấy đi tôi bê này chứ. Ủa mẹ chắc bê này, chắc đủ mẹ. Chắc là đi bê không này chú mày. Trông như con nợ này, chắc bê không này chú mày. Thì mẹ mày, trong khi thì mẹ ta đang mặc váy dạo bước lên trên đường đời. Ui giời, đấy chắc là không ăn. Đi bê không này chúng mày. Ui giời, đấy là còn đang ở hẳn khách sạn trung tâm đấy, Mê Đông Dung. Ghê chết. Ghê đây. Chắc là đi buồn không. Đi chúng mày. Ui giời, đúng mà. Đây là không đi mua gì, chỉ mua mấy cái bộ quần áo trong bà thôi. Bấm bấm. Ở Việt Nam mình hay có câu này. Em có người nhà bay về, nhà em có người từ Mỹ về, em có người nhà bên Hàn, nhà em làm việc tại thẳng nhà máy bên Hàn. Tao nói cho chúng mày nghe nhá, cái thằng nào ở trong nhà máy bên Hàn ấy, nó đéo rảnh nói chuyện với nhà chúng mày đâu. Địt mẹ tao chủ quán bún đậu bé xíu ấy này. Nghĩ đi, tôi bán hàng, tôi chủ quán bún đậu bé xíu, các bạn đến ăn bún đậu kêu rằng là muốn gặp Trang trực tiếp, hỏi rằng mấy ai gặp được tôi ạ. Đấy là vốn điều lệ quán bún đậu có 1 tỷ thôi. Quán bún đậu có 1 tỷ thì tiền đầu tư thôi. Còn chả gặp được tôi, nữa là chủ một cái hãng mỹ phẩm mà cả cái khu Mê Đông Dung này, Mê Đông Gieo này này, chỗ nào cũng bán. Chắc các bác dễ gặp quá. Hổ mẹ. Ôi chết rồi, mình đang lên tầng 12 mẹ ơi. À rồi tầng 9. Đủ mẹ mua lẻ giá xỉ đi mẹ. Toàn những cục lô. Ôi trời, đủ má. Ôi trời. Mẹ cái này là do phèo. Ôi giời, ngoại Việt Nam anh hùng. Sữa đậu nành làm gì? Thôi sữa đậu nành béo lắm, bà cũng ăn ngon. Cầm đĩa. Ta vứt cho dưới xe. Nóng chết con mẹ luôn. Ui chết vali. Ui. Dạ mẹ, Việt Nam anh hùng. Mai mấy giờ nhỉ? Ui. Thôi chị ơi, đừng ăn sáng. Mình phải rút kinh nghiệm hôm nay. Ăn sáng xong chúng nó ăn trưa sớm lắm chị. Chị có rồi chị. Đừng ăn sáng. Ừ, mai dậy phát đi luôn. Có quả chuối đi ăn đi. Ok chị. Ui giời. Mày mẹ sốt thích cả ruột. Ít mẹ. Đây là đi sang Hàn không mua gì nhá. Ít mẹ. Này, nói cho mà nghe. Đi sang Hàn ấy. Đến cái ly lông còn phải mua. Nó đéo cho đâu. Nó đéo cho đâu mấy mẹ à. Ngồi đấy mà chờ. Đây đi mẹ đây. Đấy, tôi mua giày cho con tôi. Đây. Đéo mua cái gì. Mua giày cho con. Bà bảo này. Đây. Cái này tôi mua quần áo cho tôi. Đéo mua gì luôn. Đấy. Tôi mua quần áo cho tôi. Tôi không mua cái gì nha đi. Mẹ không ngoại bảo là tôi đi sang đây tôi buôn đồ. Buôn cái lồn què. Đó. Tôi mua áo cho con tôi này. Tôi mua quần cho con tôi hết. Đó. Đi con mẹ mua lông phải mua đâu mà đăng ra phải cầm về. Đó, các bà tưởng à. Ghê.
mua được cái áo khoác đó. Nên là thôi con, mấy con mẹ điên bất ảo tưởng điên loạn lại. Đi về Bảo Uyển ạ, tôi cười muốn xỉu Bảo Uyển ạ. Này, chắc sang đây đủ mẹ đi người không đây. Mang một đôi giày, hai đôi giày, ba đôi giày, bốn đôi giày. Đây, quần áo xí líp xí chiêng đây. Chắc là đủ mẹ đi người không. Để mà 25 cân hành lý, đi mẹ mới điên. Đây, tôi mua cái gì ạ? Đi mẹ cho con nhìn luôn. Đồ ăn, vớ tất cho con tôi đây. Không mua lồn què gì luôn. Đây, bánh kẹo cho con tôi rong biển. Đi mẹ mua cái lồn gì. Này đây, chắc sang đây đi, chắc đi buôn để mẹ bánh kẹo cho con nhé. Đéo mua cái lồn què gì cho khách đâu nhé. Này, live stream hôm qua đã làm rồi thì mẹ không có mua lồn què gì cho khách luôn. Đây ba lô này, bao to này thì mẹ rong biển này, rong biển này. Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đó. Đủ mẹ lồn. Đây, Lotte, đi Lotte. Mẹ quần quầy đây, quần áo này, mỹ phẩm này. Trời ơi, mấy má sợ lồn, điên rồ. Nên ở đời ấy, chờ một phút vòng lại xem nhé. Thì chị đang ở Hàn mà. Đít mẹ, ở Hàn Quốc ý, cái gì nó cũng mất tiền hết đấy mấy mẹ. Không có cái gì rẻ cả đâu. Đủ mẹ điên loạn. Uống vitamin. Một viên hoa anh thảo, một viên vitamin E, một viên Beauty 99, một viên dầu cá. Tôi ấy không được cái đéo gì ngoài cái nói thật. Nước suối thì mẹ mày đắt, rau mày đắt hơn vàng. Gồm ôm mấy bộ ôm mấy mẹ. Sang đây là đi làm công việc, để đi ký kết một số hợp đồng, đi ký kết một số vấn đề công việc với các bệnh viện, chứ không phải sang đi buôn mỹ phẩm. Ngay cả bà Hồng ngày xưa đi buôn sang đây ấy, bà có công ty vận chuyển á, bà sang làm việc với vận chuyển tiện thể mang hàng về, đi sẽ đi mua hàng, có một công ty bên này. Gỡ người như mấy mẹ đấy đâu. Cái gì thì cái gì phải nói đúng nhá, cái gì cũng phải nói đúng. Ngay cả bản thân mình làm việc với bà Hồng ngày xưa, là bà đấy có một công ty ở bên này làm việc, người ta mới đi mua hàng về. Chứ còn tôi không tin mấy mẹ bán lẻ ở Việt Nam mà bảo rằng là nhà em có người nhà, nhà nào? Hộp chia thuốc là Mobility 99 nó có. Mua mấy đắt lắm mấy mẹ. Cái gì trong cuộc sống này có cái giá của nó. Chị đã bảo là chị không phải trả tiền khách sạn mà em. Chị không phải trả tiền khách sạn vì hội lần này chị đi là một hợp tác công việc. Nên là công ty của bạn chị mời chị đi. Chị là được đài thọ đi. Vì đó là công việc mới của chị. Nhưng mà cái gì nó có giá của nó em ơi. Cuộc sống này này, cái gì có giá của nó. Đã bảo là chị không phải trả tiền mà nên chị không có biết được đắt hay không. Ví dụ như cái này này, cái chai tẩy trang này này ở bên Hàn đã bán là tính ra tiền Việt là 160 hay 180 rồi, chưa có vận chuyển. Nhưng mà cái này đường nước không máy bay được. Đường nước là không đi máy bay được. Chắc đi một hai hộp cho các mẹ. Nên là nhiều khi mọi người mua hàng ấy, mọi người đừng nhầm tưởng nhé. Đừng bao giờ mọi người nhầm tưởng giữa việc người đi buôn mua được rẻ xong bán lại cho các bạn rẻ. Không có đâu. Không bao giờ có. Nên cái bộ kem trị nám Đông Sung ấy, cái bộ kem trị nám Đông Sung mà mình bán ấy, hôm nay đi ra Ma Mô Đe cái cây son đang đánh như này. Ui dồi, bà về sớm đi à? Vâng, mới giờ ạ. Mai đừng ăn sáng nhá. Vâng.
Không phải mọi người, mình nói thật là mình bán hàng mình phải có lời chứ. Cuộc sống ai mà không có lời. Bây giờ mọi người nghĩ đi nha. Một cái bài toán rất đơn giản. Bạn không thể mua được hàng xịn nếu bạn không sang Hàn. Bởi vì bạn không có lòng tin vào người khác. Cái thứ hai ấy, người đi buôn, người ta có rất nhiều rủi ro. Tôi đảm bảo các bạn ấy, những người buôn như tôi ấy, lúc bị bắt hàng ấy, không dám kêu ai cả. Lúc bị bắt hàng ấy, không dám binh ai cả. Phải ngồi trong im lặng để gỡ hàng. Giống như tháng trước ấy, tháng trước mình bị bắt hàng Úc, bị phạt 25 triệu. Tháng trước mình bị bắt lô hàng Úc 25 triệu. Tại vì sao các bạn biết không? Mua hàng bên Úc có hóa đơn. Có hóa đơn mua lẻ tại Chemis. Nhưng về Việt Nam không có giấy nhập khẩu. Ok. Các bạn biết vì sao không? Tại vì ở Việt Nam vẫn có những công ty nhập khẩu trực tiếp cái hàng đó về Việt Nam. Nên dĩ nhiên khi mình nhập, mình mua về, mình cho sách tay, cho tiếp viên bay về, rồi gửi hàng về. Và cái công ty gửi hàng nó cũng đều có những cái luật đàng hoàng. Nó gửi nhận gửi hàng cho bạn về. Nhưng nếu hàng bị bắt thì hải quan, những cái chỗ mà công an kinh tế ấy, họ sẽ yêu cầu người gửi hàng bên Úc phải đưa ra những cái giấy tờ mua hàng. Thì nếu như mà cái giấy tờ mua hàng thì không thể nào mà đóng theo thùng hàng được. Nhỡ mất thì sao? Và đóng vào thùng hàng thì biết thùng hàng nào là thùng hàng có cái giấy. Và rồi mình bị giam hàng 10 ngày, đóng 25 triệu tiền phạt, cộng với việc người mua hàng tại Úc phải bay về. Bà Uyển, bà đang đây, bà comment hộ tôi cái. Vé rẻ nhất bay từ Úc cả đi lẫn về bao nhiêu tiền? Buôn bán sẽ có những cái rủi ro, có những cái rủi ro rất là rõ ràng. Không thể nào mà cứ đi ngồi suốt này kêu ra giả mọi người được. Cuộc chơi này, cái việc kiếm tiền nó là có, là phải chấp nhận thương đau. Mày hên thì mày ăn, hên mày ăn cả, ngã mày về không. Lời lô hàng không được 25 triệu và cặp vé máy bay từ Úc về, ăn lồn luôn. Có dám kêu đâu, có dám tâm sự đâu, có dám viết Facebook cào lồn ăn vạ, xé lồn người khác không? Luật mà. Vé khứ hồi từ Úc rẻ thì cũng 60 triệu đấy. Nên buôn công cốc từ đầu năm là ăn cất 25 triệu tiền phạt. Phèo chưa? Nếu mà mày không đóng phạt, mày mất chỗ hàng đó. Mọi người nghĩ đi. Hoa anh thảo, dầu cá Úc, men vi sinh, cái lô hàng mấy trăm triệu. Chứ không phải là như mọi người nghĩ đâu. Men vi sinh Úc mọi người không cần phải search giá ở đâu nhé. Mọi người cứ search Chemist. Rất đơn giản. Mọi người search chữ Chemist là ra. Chemist Hàng Âu. Mọi người chỉ search cái trang Chemist ra là ra. Mọi người đánh tên sản phẩm mọi người muốn mua. Squeeze. Đấy, rất đơn giản. Các bạn chỉ cần search tên sản phẩm đây. Nó đang được sale 24.99 cho một lọ thải độc gan Úc. Sale 1/2. 24.99 là 25 đồng. Đúng chưa? Mọi người rất dễ. Chỉ có Costco mọi người không vào được thôi. Đây là trang Chemist Úc, hàng Âu. Mọi người search cái ra hàng Úc liền.
đang sale nửa này. Đây. Rất đơn giản. Mọi người nghĩ dùng đi. Một hộp thải độc An Úc là 300 mấy gram. Một ký ba hộp. Ok, Phi Yến inbox của chị đi. Một ký là ba hộp An Úc gửi về Việt Nam mất 14 đồng. Cộng thêm 15% trên 25 đồng cho người đi nhặt hàng đóng gói. Phí vận chuyển qua tiếp viên là 14 đô một ký lô. Chưa kể tiền nhân viên, mặt bằng, đóng gói, tiền hệ thống đóng thuế. Không có cái gì rẻ mà tốt. Nên cả nhà cứ an tâm. Còn mình thì không tin và cũng đéo bao giờ tin. Nhưng cái đứa đi buôn ấy, xin lỗi, cái con vừa xong ấy, mình ngại, mình không quay nó thôi. Mình ngại, mình không muốn sỉ nhục người khác. Mình không quay mặt nó, không quay người nó thôi. Nhưng tao nói cho mày nghe, đến tao đây này, tiền tao cỡ nào rồi, tao còn chưa dám mạnh mồm nói chuyện là làm việc với hãng, thì đừng nói lũ chúng mày. Mày hộ, báo giá hộ tao cả. Mày báo giá hộ tao là nhà mày đang ở nhà bao nhiêu tiền, xe mày đang đi xe bao nhiêu tiền, một tháng mày thu nhập bao nhiêu tiền, mày tiêu cả gia đình mày một tháng bao nhiêu tiền. Nhà tao kìa, cả nhà tao là tiêu một tháng 200 triệu, học hành cho cả mấy em út các thứ này. Tao còn chưa dám phong mồm. Mày nghĩ một tháng tao tiêu thấp nhất là 150 triệu, không đi du lịch là một tháng 200 triệu, đi du lịch thì có tháng đấy, thấy không, đi du lịch là bao nhiêu tiền, còn chưa dám nói to. Người ta có tiền đến như thế nào, người ta còn chưa gặp được hãng. Mấy mẹ cái lông lồn rụng hết để gặp hãng. Nghe nó chua lắm. Rất chua. Chua lắm luôn ấy. Đúng chưa? Tôi hỏi thật các bạn, đúng chưa? Xin lỗi nhé. Có một ngày không biết bao nhiêu người inbox cho tôi, gọi điện cho tôi nói rằng là anh muốn hợp tác với em cái này, hợp tác với em cái kia. Thì mẹ đưa cái bản hồ sơ hàng hóa bố sợt cái một. Đâu có rảnh nói chuyện đâu. Em ơi, em cứ đưa sản phẩm đây, cho chị xem giấy tờ công ty em. Tao làm việc tao đâu có đơn giản đâu. Đâu có rảnh lồn nữa. Điệp mẹ mày ngồi nói chuyện điện thoại như chúng mày. Điệp mẹ, thời gian đấy tao đi ngủ, đi nhậu. Thời gian đấy chốt bill cho khách, nói chuyện điện thoại với khách để chốt bill. Chứ không rảnh đi hợp tác mấy con lồn. Toàn xăm lồn, toàn sản phẩm vớ vẩn. Mất thời gian. Nè, giống như cái hồng nhũ hoa, hồng vú với hồng bướm ấy này. Hồng nhũ hồng bướm này biết một lần nhập bao nhiêu chai không? Biết cái hồng đầu vú với cái hồng bướm này một lần phải nhập bao nhiêu hộp mới được quyền nhập không? 500 hộp. Giá một hộp là 1,1 triệu. 500 hộp là bao nhiêu tiền? Tưởng muốn nhập mà nhập á? Nhập 500 hộp thì mới được chiết khấu bao nhiêu phần trăm? Chắc tự dưng buôn. Nên đấy là lý do có rất nhiều người vào nhắn tin chị Trang ơi, em muốn mua xỉ. Em muốn mua xỉ mặt nạ ngủ môi của chị về. Em muốn mua xỉ Snow White của chị về bán. Em muốn mua xỉ sản phẩm hồng đầu vú mày ạ. Xỉ là bao nhiêu hộp em? Dạ mỗi thứ 10 hộp được không? 10 hộp hả em? Khách lẻ nhà chị đã mua 10 hộp rồi em ạ. Mua xỉ 10 hộp không tiếp. Điên. Sờ nó qua chị Thâm một lần ôm 5.000 hộp. 5.000 hộp. Còn đéo có hàng mà bán đây này. Mấy mẹ đi buôn. Rất nhiều bạn vào trong nhà mình, xin lỗi các bạn là mình không phải mình khinh các bạn đâu. Mình đéo có nhu cầu. Bán xỉ 5 hộp với 10 hộp bị hâm lồn. Hỏi mọi người khách nhà mình xem này. Khách bình thường đã mua 1-2 hộp một mã rồi. Ok Phi Yến, cứ nhắn tin cho chị đi. Địt mẹ rảnh lồn, nói chuyện với chúng mày buôn xỉ 5 hộp, đi dầu lồn. Địt mẹ tao một lần mua xỉ ấy, thuê đi buôn xỉ ấy, là mày nhập mấy trăm hộp, mấy nghìn hộp.
sụt ruột, điên. Chắc đi vệ rảnh lồn sang đây để ngồi nhặt mấy trăm hộp về cho chúng mày. Người ta thế nào, người ta gọi là mất 10 đến 15% cho người đi nhặt hàng, cộng 0.2% trên giá trị tiền chuyển sang Hàn Quốc, chuyển sang Mỹ, chuyển sang Úc. Ok em, không nói là nói cái thực trạng thực tế của những cái người ấy mà đi mua mỹ phẩm ấy mà không hiểu biết. Em mà nói chuẩn lắm các chị. Đúng chưa? Em hỏi các chị nhá. Là 3 năm nay em chưa ra khỏi Việt Nam, 5 năm rồi, gần 5 năm em chưa ra khỏi Việt Nam. Em vẫn buôn hàng bình thường ấy thôi các chị. Cái người làm ăn ấy không phải là cái người phải xách cái hàng sang tận nơi. Ví dụ như tôi ấy, tôi phải sang Hàn Quốc lần này là để tôi làm những công việc khác, những cái dự án khác, chứ không phải đi buôn mấy cái mặt nạ ủ môi với mấy hộp phấn. Tại sao những cái nhãn hàng họ tìm đến mình? Ví dụ như cái phấn Angel này, cái phấn Angel này họ tìm đến mình để làm gì ạ? Tại sao họ lại tìm tôi để ký hợp đồng? Tại vì đơn giản họ thấy được cái database khách hàng của mình. Mình có thể bán không quá nhiều bằng số lượng tổng đại lý của họ bán, nhưng họ cần một người như mình khuếch trương cái sản phẩm này. Đấy, người ta gọi là làm thương hiệu đó các bạn. Các bạn hiểu giá trị của celeb chưa? Các bác chị có hiểu thế nào là giá trị của người nổi tiếng không? Tại sao tôi luôn được săn đón của một số hàng mỹ phẩm chỉ là kênh bán lẻ? Tại vì tôi là một người rất chăm chỉ trong live stream bán hàng. Tôi là người sử dụng sản phẩm. Tôi live stream để tư vấn sản phẩm. Tại sao các bạn không thấy hình ảnh của tôi nhan nhản ở các thẩm mỹ viện, các trung tâm spa? Mặc dù xin lỗi các chị, tất cả spa 5 sao tại Sài Gòn đều mời tôi làm các dịch vụ, nhưng tôi không làm. Thứ nhất là tôi phải tìm hiểu cái spa đó làm việc như thế nào, bác sĩ làm việc là ai, quy chuẩn họ đến đâu, đến tham quan để xem tay nghề của họ thế nào. Làm ok fine thì mới quyết định là mình sẽ làm. Mình có nhận tiền của họ làm PR cũng phải nghĩ đến cái tiền của người tiêu dùng. Đấy là quan điểm làm việc của tôi nhá. Ok lá. Chứ không phải rằng là cứ nhận tiền bừa xong ngồi sủa như địp mẹ mà chó sủa mèo kêu, nói như đúng rồi ấy. Đéo quan tâm đến cái người tiêu dùng người ta bị làm sao. Đây đéo vô nhân đạo được. Đéo đi chùa nhiều đâu. Hoa anh Thảo, em dùng liên tục được, sau này em giảm còn ngày một viên được nha Tâm Anh Nguyễn. Sau một thời gian em uống 2 viên một ngày, rồi sau này em sẽ uống 1 viên một ngày để duy trì ấy. Đây không có cái, nói thẳng với các bạn là một ngày không biết bao nhiêu nơi mời. Trang ơi quảng cáo cho bên chị, rồi Trang ơi thế này, Trang ơi cái nọ, Trang ơi cái chai. Sorry các bạn luôn, không làm. Thứ nhất là mình không thiếu tiền. Cái thứ hai là mình không lỡ nhận tiền mà làm không ra gì. Đấy có phải con người của mình. Giống như khi cả xã hội người ta đang sợ căng chỉ, đúng không ạ? Cả xã hội người ta đang sợ căng da mặt. Mọi người có thể search lại cái kênh, cái YouTube, à cái live stream trưa nay mình nói chuyện với bác sĩ bên Hàn Quốc. Khi bạn căng da, đó là gây tê cục bộ. Còn tôi là đây rồi, điện thoại rồi. Khi mà các bạn, tôi nói các bạn nghe này, có rất nhiều người, từ từ để quay clip mới được, phải quay clip này, chờ em tí để em ngồi nói chuyện với các chị để các chị hiểu thế nào là về thẩm mỹ viện. Ui tôi đi mẹ đấy. Đây. Rồi đây. Các chị chờ em xíu. Em kê cái điện thoại, em quay cái clip tí em phát lên cho mọi người xem.
Đó, ngày hôm nay á là có rất nhiều người nhắn tin cho mình. Vitamin E một ngày uống 2 viên bạn ạ. Có rất nhiều người nhắn tin cho mình hỏi mình như này: Trang ơi, hôm nay Trang có đọc cái thông tin của cái người mà đi căng da mặt chết không? Thì hôm trước Trang đi căng chỉ, nó có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Thì mình xin trả lời các bạn như này. Thứ nhất, các bạn phải hiểu biết về thế nào căng chỉ collagen tăng sinh. Cái thứ hai, các bạn phải hiểu là căng da mặt là liệu pháp gì. Khi căng da mặt, đó là một cuộc đại phẫu, nó không khác gì làm ngực hết. Nó phải gây mê cục bộ. Gây mê cục bộ có nghĩa là bạn sẽ nằm luôn. Bạn sẽ nằm ngủ. Bạn không biết gì cả. Còn nếu như bạn đi làm vú hay làm mũi thì người ta sẽ gọi là tiền mê. Là ví dụ như gây mê cục bộ cái phần cấy tóc ở đây, còn đâu người ta gây mê toàn thân. Đó, ví dụ gây mê toàn thân là bạn phải nằm ngủ. Thì giống như là cái việc người ta làm căng da mặt ấy là người ta sẽ ụp thuốc mê, là bạn làm mê man luôn giống như làm ngực ấy. Còn đi cấy da đầu là người ta gây mê cục bộ, là gây mê cái phần da đầu ấy thôi. Có nghĩa là bạn biết người ta đang làm nhưng bạn không nói được. Tất cả những dây thần kinh sẽ động đứng yên. Còn đâu mình căng chỉ collagen tại Aqua Clinic 79 Trần Hưng Đạo quận 1 là mình căng chỉ là tiêm chích tê. Chích tê nha. Thuốc tê với thuốc mê là hai cái khác nhau nha. Nên khi mình mọi người có thể search kênh YouTube Trang Trần căng chỉ collagen để mọi người sẽ nhìn thấy, hoặc là Trang Trần đưa vú bà vú, Trang Trần chi 88 triệu cho bà vú căng chỉ. Mọi người xem cái clip để mọi người thấy là bà vú và mình đều chỉ có gây tê, rồi người ta lồng sợi chỉ vô để kéo cái nếp nhăn ra. Đó. Cái thứ hai là các anh chồng cũng nên nghe và để hiểu về cái dịch vụ này. Thứ nhất là các thông tin sai lệch trên mạng xã hội đang làm ảnh hưởng rất lớn đến những cơ sở kinh doanh về thẩm mỹ viện, về làm đẹp. Gây tê có nghĩa là người ta gây tê có hai dạng. Mình chích thuốc tê 4 mũi vào đây. Đấy là gây tê. Đúng không các bạn? Mọi người có thể xem livestream là mình vẫn nói chuyện bình thường. Mình vẫn nói chuyện và mình vẫn nói chuyện và trả lời, và mình vẫn vẫn phản ứng rất bình thường với các bạn. Và ngay sau khi căng chỉ xong thì các bạn vẫn có thể nói chuyện bình thường ạ. Nên các bạn có thể search kênh YouTube Trang Trần Muốn Động, Trang Trần căng chỉ collagen tại Aqua Clinic. Để làm gì? Các bạn nhìn rõ tôi. Đây tôi sẽ cho các bạn xem. Ở đây không có wifi à? Đây đây rồi, có rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy là tôi vẫn nói chuyện bình thường, bà vú cũng nói chuyện bình thường. Nên rằng là cái gây tê với cái gây mê là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Gây mê thì rất dễ nằm xuống luôn. Bởi vì khi bạn gây mê thì nếu như cái lượng thuốc mê vào trong người mà nó không có tương thích, xảy ra sốc phản vệ, người đó sẽ chết. Hôm nay thì thực sự là cái wifi của mình nó không có đủ mạnh, nhưng mình có quay lại một số clip mà các bác sĩ của bệnh viện thẩm mỹ viện bên Hàn tư vấn rất là rõ, là một bác sĩ mà gây mê cho bệnh nhân để phẫu thuật, thứ nhất là căng da mặt, thứ hai làm vú, đại phẫu về hàm, cắt hàm, gọt hàm, rồi sắp hàm đấy, thì phải ở bệnh viện suốt quá trình cái người bệnh nhân sau khi hậu phẫu, sau khi phẫu thuật bao nhiêu tiếng. Đó là điều kiện bắt buộc. Bởi vì đây, để mình kéo đến cái đoạn bà vú. Đây. Để mình search lại. Mọi người search để mọi người hiểu.
rằng là căng chỉ với cả là và căng chỉ với cả là phẫu thuật căng da mặt hoàn toàn khác nhau. Căng da mặt rất là xanh chín nha. Tại vì căng da mặt là một liệu pháp rất là khá nguy hiểm và nhạy cảm. Còn đâu các bạn căng chỉ như mình không vấn đề. Mình đưa bạn bè mình đi hoài có làm sao đâu. Đây. Làm xong đây. 3 vú vẫn bình thường. 3 vú căng xong vẫn bình thường. Có nghĩa là người ta đâu có phải là làm cho bạn nằm ngủ đâu. Nên các bạn phải hiểu biết về căng chỉ và căng chỉ collagen về căng da mặt. Căng da mặt là người ta rạch này. Người ta rạch ở đây hoặc rạch ở đây. Người ta lăm xuống, lăm xong người ta kéo cái da của các bạn, kéo lên xong người ta khâu. Có người thì căng da mặt ở đây, người ta khâu vào sau gáy, sau cái tai này, giấu lại. Thì những cái đấy, các bạn nghĩ đi, các bạn lọc thịt một con lợn đi, mẹ. Làm sao các bạn gây mê, gây tê được? Phải gây mê. Thì trước khi mà các bạn gây mê, người ta sẽ phải lấy máu để xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu xong thì cái người bác sĩ người ta mới có một cái kết quả xét nghiệm máu thì mới quyết định là có phẫu thuật hay không. Vì có những người sau khi xét nghiệm máu, test thuốc thì mới thấy sự sốc phản vệ. Sốc phản vệ ở đây có thể là hơi chóng mặt, hơi ói. Thì ví dụ giống như mình này, mình khi người ta gây tê cho mình thì người ta cũng đã phải test thử xem là tay của mình, họ hay test, mọi người xem lại cái livestream dài một tiếng mấy của mình cả một quá trình làm, sẽ test lại xem là ở mình có bị phản ứng không. Ví dụ mình tiêm crystal, mình tiêm crystal cho căng bóng da mặt đây này, cái làn da mặt của mình nó căng bóng là do tiêm crystal. Khi mình tiêm crystal, người ta cũng phải làm một cái gọi là cái việc test thuốc. Người ta đầu tiên là người ta test vào tay, cái phần da nhạy cảm mỏng nhất là ở đây. Người ta test vào đấy thì nếu như mình bị kích ứng với crystal thì là mình sẽ không tiêm được. Thì khi mình đã tiêm lên mặt crystal, mình không có vấn đề gì cả. Nhưng khi mà mình truyền crystal 8,4 triệu vào tay, là truyền hết cho toàn bộ hệ thống da của mình, thì mình gặp vấn đề là tay mình không lên ven. Truyền được 15 phút mình đau cứng cái tay luôn, là crystal vô tay không thích ứng. Tiêm lên mặt thì thích ứng, mà truyền vô tay thì không thích ứng. Bị phồng cái ven này lên, rất là đau, mình đau phải chườm đá luôn á. Trước hôm mình đi Đài Loan á. Thế là mà cái đấy đã truyền vào rồi thì mà không hợp cả một cái bọc nó như này này, thì bắt buộc là phải vứt đi. Mình tiếc của, mình kêu bác sĩ là truyền cổ chân. Thế là bác sĩ gõ chân này này, nó lên ven, truyền được vào cổ chân. Thế là mình nằm 1 tiếng rưỡi, mình truyền hết cái crystal đấy. Có nghĩa là nó không thích ứng thì nó sẽ không tiêm được lên mặt. Nhưng nó đã thích ứng mà tiêm được lên mặt không vấn đề thì sẽ truyền được vào tay, vào người. Chỉ là cái mạch ven nào nó chịu thôi. Ví dụ như mình thì mình truyền vào cái mạch tay, mạch mình quá mảnh, nó không lên được, nó không vào được, nó bị vỡ ven. Nó sẽ xảy ra những cái chuyện như vậy. Các bạn đi làm thẩm mỹ, các bạn phải tìm hiểu. Các bạn nhìn ra mặt mình này, nó bóng này, nhưng mà vẫn chưa bằng mấy cô gái bên Hàn. Mấy bà bên Hàn là cứ 2 tháng một lần tiêm AHA. Cứ 2 tháng một lần tiêm AHA. Và mấy cái cô thẩm mỹ viện bên Hàn mà cứ bóng là người ta tiêm mỡ. Hôm nay là mình quyết định mình ăn này, bụng này. Mọi người đi bụng không? Mỡ. Có nghĩa là cái chỗ mỡ này thì to đùng. Để truyền được lên đây này, phải nhiều mỡ hơn. Một là mình sẽ ăn cho béo lên cái bụng này, rồi mình bay sang Hàn. Người ta sẽ rút cái mỡ này ra, người ta tách cái mỡ đó, người ta tiêm lên này. Đó. Có nghĩa rằng là mình sang đây thì mình học những cái sự phân tích rất rõ ràng của các chuyên gia. Ngay cả bản thân hôm nay mình đi xuống cái viện gọi là viện nghiên cứu về tế bào gốc tủy sống. Mình đi mất 1 ngày trời để xuống học việc, để xuống học và nghe các chuyên gia giải thích và nói chuyện. Thì mình thấy rằng là tất cả sự nghiên cứu của họ đều có cơ sở và sự kết luận rất hợp lý.
mình xem phải trầm trồ. Ngay cả bản thân những vấn đề về thoái vị, đĩa đệm, đệm hay là viêm khớp, đau khớp, tất cả mọi thứ họ làm việc là đều có những cái sự xác nhận. Và các bạn phải, khi bạn nói chuyện và bạn nghe cái người bác sĩ giải thích cho các bạn, bạn hỏi bất kỳ câu gì, họ đều đáp ứng được thông tin cho bạn một cách chuẩn mực. Bạn phải hiểu thì bạn mới hỏi được họ. Bạn không hiểu thì bạn không hiểu, không bao giờ hỏi được. Và cái quan trọng là bạn phải nhìn thẳng vào mắt họ để bạn xem họ trả lời cho bạn những cái điều đấy là đúng hay sai. Khi bạn không hiểu làm sao bạn hỏi? Mình hỏi rất là rõ, ngay cả chuyện về chuyện cấy tóc, mình hỏi rất rõ là những vị khách nam bên mình hỏi bóng mẹ cả đầu, bóng mẹ cái chán đấy, không còn mang tóc thì cấy tóc có thành công hay không? Họ nói mình rằng là đâu có ảnh hưởng, mất nang tóc thì người ta cạo tóc đi, ban đầu người ta cạo tóc đi rồi ta lấy cái tóc người ta cấy vào những chỗ đó. Thì mình hiểu là gì? Cái gì? Cạo tóc đi. Địt mẹ, tôi cứ nghĩ là cạo đầu, các bạn hiểu không? Tôi tưởng là cạo đầu thì cái tóc mà đã mất cái chân tóc thì nó chết con mẹ rồi còn đâu. Tôi hỏi không? Tôi mới giật cái tóc của tôi lên này. Tôi giật tóc lên nào. Đây, tôi giật cái tóc của tôi nó có cái chân mà trắng trắng mọi người không? Rổ tóc bạc lên nó có chân trắng trắng đúng không? Đấy là cái nang tóc. Bây giờ bạn cạo cái tóc đi thì làm sao mà bạn cấy lên cái chỗ hói được, làm sao nó sống, đâu như cấy lúa. Thì họ trả lời mình là ô không không không, mình đang nói cái ngôn ngữ vậy, có thể là phiên dịch của họ đang dịch sai cái tính chất của cái từ đó. Có nghĩa là họ sẽ lấy hẳn cạo cái tóc hết đi nhá, cạo sạch cái gáy đi, sau đó họ lọc cái miếng da. Mình cứ tưởng họ lọc cái miếng da này ra, nhưng không phải, họ có một cái máy để họ rút từng cái chân tóc lên, họ rút từng cái chân tóc lên rồi họ cấy lại vào những chỗ đã không thể có tóc. Giống như kiểu là bạn nhổ cây, thay vì cái cây đây, cái cây đây, bạn chặt cái cây là bạn cắt cái tóc, thì bạn chỉ nối được tóc bằng những liệu pháp keo và gán dán keo. Nhưng bạn muốn cấy cái tóc thì bạn phải lấy cả cái chân tóc ở dưới này. Thì họ có những cái máy, họ nhấc cái tóc ấy lên, xong họ cấy thẳng vào da đầu, sau đó họ sẽ tiêm những cái dưỡng chất để cho cái tóc ấy nó sống. Mình phải hỏi rất là kỹ, tại vì là những cái vì mình bán hà thủ ô dành cho tóc, nên những bạn nào, những người nào bảo là chân tóc hói con mẹ rồi, bóng loáng không bán được hà thủ ô đâu, vì bạn phải còn nang tóc, chỉ là tóc thưa thôi thì bạn ăn hà thủ ô mới mọc lên được. Còn bạn bóng như sân bay, như cái ông mà 70 thôi mua bộ tóc giả mà đội, có nghĩa là gì? Mỗi một con người đều có những cái sự đam mê về sự tìm hiểu. Tôi là một trong những đam mê đó. Nên là tôi, khi tôi muốn tìm hiểu, để mặc dù là cái lượng khách hàng đó rất là ít, nhưng mình vẫn phải học. Mình học để mình hiểu. Mỗi một ngày mình đi học một số kiến thức, mình tự trang bị cho mình được những kiến thức tốt. Có thể tôi chưa tìm được khách hàng trong những cái dịch vụ đó, nhưng ít nhất tôi cũng chia sẻ với các bạn, để cho các bạn hiểu hơn về thẩm mỹ viện, hiểu hơn về phẫu thuật thẩm mỹ. Và ví dụ như một cặp vú mình làm ở Việt Nam có 70 triệu, nhưng ở bên Hàn họ làm 20 ngàn là 400 triệu. Hai cái giá hoàn toàn khác nhau, nhưng mà hai chất liệu túi hoàn toàn khác nhau. Khi cả Việt Nam ai cũng nói về túi nano, nano chip, mình không hề đặt túi nano, mình chỉ đặt một túi bình thường. Thưa các bạn, mình đặt một túi rất bình thường, nhưng mà đã khá đẹp, đã rất đẹp. Nhưng nếu như mà mình đặt cái túi xịn của họ hơn nữa thì cái ngực còn đẹp nữa. Và với công nghệ đặt ngực của họ, với hệ thống bác sĩ và cái hệ thống bàn quay của họ, dựng ngực dựng xuôi mà mình đã xem, thì mới hiểu rằng là họ đặt một cặp ngực rất quan trọng. Mình không vạch cho các bạn xem được thôi, nhưng mà mọi người vẫn đã thấy ngực của mình đã khá đẹp. Nhưng khi mình đứng trước gương, giống như bây giờ mình đã thấy một bên nó hơi nhỏ hơn cái bên này này. Có nghĩa là rõ ràng là nếu như bạn được làm trong một môi trường tốt nhất, nếu bạn có tiền, thì bạn không thể nào bỏ qua được cái đất nước Hàn Quốc này. Bạn của mình ấy, hàng bao nhiêu người sang Thái Lan đặt ngực vẫn bị chai và sơ cứng. Và mình cũng hỏi rất rõ là chai và sơ cứng thì liệu rằng bệnh viện có giải quyết được vấn đề đó hay không? Thì các bạn có thể xem lại hai cái live stream tầm 11 giờ trưa của Việt Nam, tầm 9 giờ sáng Việt Nam, hoặc là 10 giờ sáng Việt Nam, hoặc 11 giờ trưa. Đại loại từ sáng hôm nay đến tầm 1 giờ chiều, bạn xem hai cái live stream đó để hiểu bác sĩ bên này họ làm việc như thế nào. Mình sang đây
là để học. Sau đó nếu như mình cảm thấy thuyết phục và mình cần học nữa, sẽ ký kết những công việc để đi qua đi lại liên tục để học. Học nhé các bạn. Các bạn có thể chờ mình ngày mai 9 giờ sáng Việt Nam, 10 giờ sáng bên này là tầm, tại gọi ngày mai mình sẽ có live stream cho các bạn xem họ làm việc với một người mẫu, họ làm việc với những người mẫu đã từng phẫu thuật thành công. Cái gì các bạn cũng phải học và nghe. Đừng mà các bạn có thể chưa có tiền làm, nhưng các bạn nên nghe để bổ sung kiến thức cho các bạn. Cá nhân mình là một người muốn chia sẻ thông tin, muốn chia sẻ những cái hiểu biết của mình với tất cả các bạn. Để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta ngày một hoàn thiện hơn. Ngay cả như bản thân các bạn ngồi nghe mình nói, 1.600 con người ngồi nghe mình nói, là các bạn đang mong muốn hiểu hơn về phẫu thuật thẩm mỹ. Có thể các bạn làm hoặc không làm, nhưng ít nhất các bạn nên nghe để sau này người thân của các bạn cần làm, các bạn cho họ cái thông tin các bạn đang nghe mình nói. Mình đang đi học thông tin, mình đang đi học về những kỹ thuật đó để có thể tư vấn cho các bạn. Và họ nói rằng là ngực bị sơ cứng, cách duy nhất để giải quyết đó là bóc cái túi đấy ra. Và mình hỏi là tại sao ngực lại sơ cứng? Có rất nhiều người nói, đa phần tất cả những bạn ở Việt Nam đều trả lời mình rằng ngực bị sơ cứng là do, một, mới phẫu thuật xong em không chịu mặc áo gom định hình, hai, phẫu thuật ngực xong em không chịu massage ngực, không chịu bóp ngực, ba, sau khi phẫu thuật xong thì chồng của em sau khi lành đã đòi quan hệ, sai bét. Họ trả lời mình như sau: ngực bị chai và sơ cứng bởi vì cái túi ngực đặt quá sức với cái lượng da và mỡ của bạn. Không phải người nào cũng đặt được cái túi ngực giống người nào. Cái độ mô mỡ của từng cái bầu ngực trước khi phẫu thuật của mỗi người đều khác nhau. Độ giãn căng của da, đàn hồi của da mỗi người khác nhau. Cơ địa của mỗi người khác nhau, nên không thể nào mày 1m7 nặng 50 cân như tao mày vẫn đặt được túi 325 hay 345. Mày 1m7 nhưng cái phần vú của mày nhiều mỡ, mày sẽ đặt được cái túi 350. Tao 1m7 nhưng mà bụng tao to và đít tao to, ngực tao không có mỡ và cơ, thì tao chỉ đặt được 320 hoặc 250 chẳng hạn, đại loại là như vậy. Thì cái việc mà người ta cân đong đo đếm chuẩn mực cho cái người có chiều cao cân nặng, độ dốc của giày cao gót, họ còn đo cả độ dốc của giày cao gót, khi bạn đi giày cao gót bao nhiêu phân, với cặp ngực đó bạn chúi cỡ nào, đó là một sự hoàn toàn khác biệt. Không phải là chúng ta làm phẫu thuật thẩm mỹ chúng ta cứ bảo đặt mẹ vào cho nó to, kinh bỏ mẹ. Làm cái gì cũng phải học và nghe để hiểu, để trả lời chính xác. Và mình thấy rằng là những tư vấn viên về làm ngực ấy, họ chỉ quan tâm việc là bạn đóng bao nhiêu tiền và nhanh khẩn trương. Cái chất liệu túi ngực nó cũng rất là quan trọng. Nói đến tuổi thọ của túi ngực. Còn mọi người cứ bảo là mình đặt túi nano chip của Mỹ. Cái chip là cái gì? Nó chỉ là cái móc áo ngực thôi. Giống như cái áo vú của các bạn nó có cái móc, cái tem. Thì cái chip nano chip nó là như vậy. Nó là một cái miếng mà nằm được ở trong cơ thể con người. Nhìn là kim loại nhưng nó là một cái hoạt chất gì, một cái chất gì đó nằm ở cơ thể con người, nằm trong con người mà nó không bị ảnh hưởng sức khỏe. Cái nano chip, mọi người, chị em đặt túi nano chip là dạng xịn nhất, sai con mẹ đó rồi. Ngay từ khi mình đặt ngực đã có túi nano chip của 3-4 năm trước. Bác sĩ làm cho mình nói thẳng luôn, và mình rất tôn trọng bác sĩ điều đó vì mình đã tìm hiểu cái đó, nhưng mà mình vẫn hỏi. Bởi vì là mình đã chơi với những người nhập hẳn cái túi ngực đó để phân phối cho những thẩm mỹ viện tại Sài Gòn. Mình hỏi là tại sao có cái túi nano chip và túi thông thường mà lại chênh nhau đến 10 mấy triệu, hay 2 mấy triệu không nhỉ? Trời, Trang ơi, mày điên quá. Cái nano chip với cái túi đó không có gì khác nhau, nó cùng một, nếu là nó, cái quan trọng là phải xem cái chất liệu cái túi bên ngoài ấy, chất liệu gel và bề bóng cái túi bóng hay là túi trơn. Cái đấy mới là cái quan trọng. Còn cái nano chip nó không khác gì cái tem của cái áo lót Victoria's Secret, có cái tem của Victoria's Secret. Còn mày là hàng Việt Nam mà làm nhái Victoria's Secret, mà chúng mày sẽ có cái tem
hàng nhái Victoria's Secret nhìn thì giống y chang nhau, nhưng mà test trên hệ thống của cái túi này trên toàn thế giới thì là không ra mã vạch. Nó giống như kiểu một cái dạng mã vạch thôi, chứ không khác nhau là mấy. Thì ví dụ như tôi là không hơi đâu, mất mấy chục triệu thêm, mười mấy triệu thêm về cái nano chip đấy. Bởi vì cái người làm việc cho tôi là người tôi rất tin tưởng và là một cái người có tâm có đức. Nên là chả lý do gì tôi làm cũng rất là đẹp. Nên mới nói các bạn là mỗi khi các bạn bỏ một khoản tiền ra để làm bất kỳ cái gì ấy, thì các bạn nên nghĩ cho kỹ, tìm hiểu cho kỹ. Vì nhất là phẫu thuật thẩm mỹ nhé, cực kỳ quan trọng. Bởi vì phẫu thuật thẩm mỹ dính đến đại phẫu thì rất dễ về với ông bà. Và đặc biệt là khi bạn không hiểu biết ý, thì bạn sẽ không thể nào chất vấn được cái người tư vấn và bác sĩ. Nên là tôi muốn mình trở thành một trong những người tư vấn viên để tư vấn cho các bạn một cách tốt nhất, để các bạn hiểu nhất về phẫu thuật thẩm mỹ. Nên là tự dưng mọi người mà già tôi bảo là chứ căng chỉ thế này, căng chỉ thế kia, muốn xỉu. Nên là mọi người ấy, làm bất kỳ cái gì, mọi người tìm hiểu cho kỹ nhé. Mới gội đầu xong chưa vút keo. Gọi nhắc bà Vú. Thôi đi rửa mặt đây, rồi còn ngủ hôm nay mệt lắm. Bye bye cả nhà.